quy tắc đồng giá tiền trò để quét mã QR code để xuống bến. Tại đây, nhân viên hợp tác các dịch vụ du lịch tiểu thương kết nối tiếp tiền trò để phục vụ du khách tham quan lễ hội. Quy tắc vui lòng du khách những ngày có tiền trò đang phục vụ mình và phản ánh trực tiếp đến từng người của dịch vụ du lịch tiểu thương trong khối tòa hội. Số 0987 290 4273 để phản ánh hiện tượng gây phiền hà cho quý khách, đặc biệt là khi thêm tiền bỏ túi. Và công tác dịch vụ du lịch tiểu thương sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Quý khách lưu ý tự bảo quản hành lý, tiếp trang tài sản cá nhân của mình để phòng kẻ xấu lợi dụng trộm cắp móc túi. Vầng hồng tỏa sáng ban mai, nắng soi đáy suối đỏ ai đợi mình. Lời thơ tha thiết ân tình, tiếng tơ tiếng trúc tiếng mình tiếng ta, ngọt lành câu hát tân ca, đỏ đưa trên suối mặn mà tình thương. Ai về Mỹ Đức chùa Hương, Lam Thiên đệ nhất vấn vương tơ lòng. Tỏ ai sẽ quý ngược dòng, bỗng nghe chuông tá gợi lòng chùa tiên. Về chùa ngắm cảnh thiên nhiên, tích tâm tích đức nhân duyên tỏ bày. Ngàn ý sâu nghĩ điều hay, thỏa lòng mong ước bằng nay đợi chờ. Chùa Hương cảnh thực như mơ, bầu trời cảnh tụt vần thơ cuộc đời. Vâng, xin kính chào quý khách, chúc quý khách trên đường đi đến và về được bình an. Và để tiếp theo chương trình văn nghệ trên dòng Phú Yến, mời quý khách đón nghe một ca khúc Về Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thank you.
Ban tổ chức lễ hội phường năm 2020 chào mừng quý khách về tham quan bán các đại quần thể không gian đặc biệt tại trung tâm phường. Đứng trước có một chú tô sơn thủy hương đặc biệt đất phật an lạc may mắn vạn sự các tường. Lễ hội phường hương năm 2020 được thực hiện